Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến video ngày hôm nay của mình. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nhé. Như tựa đề video thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn quay ra tướng con Lupinica cũng như là nông dân chúng ta nên xả tài nguyên cho sự kiện gì, cho chuyên mục sự kiện gì của tuần này nhé. Đầu tiên là sự kiện là bất tính này các bạn, thì thần toán tử thì đợt này nó cho cái nhân bạch thạch thì vừa sự kiện nó bị tiệm băm thì mình lấy rồi. Nói chung là khi nào các bạn tích đủ tổng khoảng dương phép tính cũng như là dương phép toán ấy, nên tổng khoảng 200 hoặc gần 200 nên chơi các bạn nhé. Hoặc là đợi khi nào ra bảo vật ngon thì mình nên chơi ấy. Chứ còn đợt này khá không ngon khi cho mình cái nhẫn bạch thạch khi mà nó trùng với sự kiện tiệm băm ấy là mình sẽ không chơi. Và các bạn nông dân thì mình nghĩ là cũng không nên chơi đâu, nên tích đến 100 hoặc là gần 200 thì mới chơi các bạn. Thế ra nó cho chúng ta mốc 3 lần, 6 lần cũng khá là ngon đấy các bạn. Mình cố gắng lấy cái mốc 3 lần, mốc 6 lần thử vận may đen tỏ với cái dương Lupinica các bạn. Chưa là dương không chơi. Hai là sự kiện xúc sắc. Để xúc sắc thì mình đã trước mình tiêu khá khá rồi nên bắt đầu tuần này mình sẽ tích hơn. Với lại lần này chúng ta xem quà đó. Quà có vẻ như là không có gì ngon các bạn. Không ngon với mèo, không có thùng bia, không có gì luôn các bạn. Nên chắc là sự kiện này mình khuyên các bạn nên nghỉ, không đi chơi các bạn. Khi nào có non game ma hoặc là bảo vật ngon thì mới chơi các bạn. Nói chứ mình chiều tốn quá mình mới xả thôi. Còn sự kiện đăng nhập này thì các bạn nào có tiền thì các bạn mới chơi thôi. Thì đăng nhập ngày các bạn nào vào các bạn sẽ có cơ hội nhận thêm một mảnh copy Lupinica nữa các bạn ạ. Đó. Sự kiện chiêu mộ top đua top xu vòng quay này thì mình xả lên 800 xu rồi vẫn không lọt được top nữa. Top 1000 mấy các bạn ạ. Toàn các bạn, toàn thật sự. Cái xe vào này. Sợ ạ. Mà 3.000 top 20 các bạn. Sợ thật đấy. Để nó tích có mấy nghìn xu rồi. Chúng mình xem liệu mình không biết liệu vào top 200 không. Nếu vào top 200 kiếm thêm ít nhé. Vì các băng còn nếu không thì thôi bạn. Mình đã chơi. Thế thôi. Mình dạy sự kiện này mình lại nghỉ. Khi là sự kiện mình vào top 200 hoặc hơn 200 thì mình chơi thôi. Đấy. Sau tiếp theo chúng ta đến sự kiện. Chính là này. Đó là thám hiểm này. Thì chắc chắn là lần này chúng ta cùng xem chơi đảo đêm rồi, nhưng trước đó và là đảo ánh sáng xem quà 20 thùng bia các bạn. Xu vòng quay này bạn làm đua top cũng có thể chơi cái này nữa chứ. Xu vòng quay để đua top các bạn, đua top sẽ vào trường mình nó đua xu kinh quá. Đấy. có bia thì nghĩ là không cần đâu, phải đấy mà bạn không cần thì đấy thôi. Còn bên này cho mình quận ở 2 đấy, thì sang tuần sau nữa thì chắc là con Lupinica nó vào quận ở 2 rồi thì mình chọn được. Thì là chắc là mình sẽ chơi bên đảo trong đêm các bạn. Mà thường thường chơi được một đảo thôi. Bạn là nông dân kể xem mình cũng chơi một cái, không nên tham hai cái không đủ được. Cái sự kiện này như mọi khi thôi. Đây Persona shop này thì chắc là mình sẽ mua cái túi mở rộng thuyền viên các bạn ạ. Đấy, nếu có hay là thua nam bàn thú cưng này thì sự kiện này ra theo đi theo sự kiện hàng tuần các bạn, nên tuần nào chắc cũng có thôi. Xu vòng quay thì mình xả được hơn vòng giá còn hơn vòng nữa là xong rồi, nhưng mà chắc là mình khả năng cao dừng so với mọi người đua kinh quá nên chắc mình nghĩ các bạn không thua nữa. Nhưng mà mình vẫn chơi hết, cố gắng chơi hết, kiếm thêm mấy cái bánh lái này, kiếm thêm mấy cái bánh lái để chơi đảo bóng đêm các bạn. Cố lấy quận là 2, tích quận là 2. Mình tích được 6 quận đấy, thì quận đâu vậy? Chiêu mộ đặc biệt thì khi nào mình thiếu thì mình mới chiêu mộ đặc biệt để kiếm thêm bánh lái các bạn ạ. Kiểu như là khi nào mình thiếu bánh lái để chơi đảo bóng đêm ấy, thì mình sẽ chiêu mộ đặc biệt các bạn. Hoặc có thể là tí nữa mình sẽ xả luôn một ít các bạn. Xả luôn một ít chiêu mộ đặc biệt, xả ít thùng bia lên cái này các bạn. Nếu mua mắc thùng bia nhé, ngon nhất rồi. Cốc bia với xu vòng quay cũng được, thì bạn nào nếu mà muốn đua tốt thì cũng phải thêm xu vòng quay. Còn mua cốc bia để đến 20 thùng bia này khá ngon các bạn ạ. Rồi. Còn cửa hàng hồ hải tặc chắc mình chắc chắn thì hồ hải tặc thì chắc là mình sẽ mua mỗi thùng bia thôi, cốc bia nhất thì thôi mình chẳng mua đâu. Kiểu là mình xả nó chơi kiểu gì nó chả cho đống cốc bia mà. Còn cái thuốc hoán đổi này thì mình cứ đổi mắc số quý này, tích những sự kiện trực năm mâm các bạn khá ngon. Hiện số kim cương này thì chắc chắn là mua xung quanh các bạn rẻ nhất đây là con đại. Còn lại các vật phẩm khác thì khá là đắt so với bình thường các bạn.
vòng quay khá là dễ khi mới 8 xu, mình đã tương đương 10 vòng quay mình chỉ có 129 kim cương. Còn cái lễ hội trang bị này thì mình cũng không mua nhé. Khi nào mà có sự kiện tiêu kim cương cùng với lễ hội trang bị thì mình cũng mua một bộ đồ ngành các bạn. Còn đây này mình sẽ không mua. Làm đi. Tiếp này thì cho các bạn dần dích kít thôi. Cái này mình đang tích được 123 vé về các băng rồi. Đó. Cái này thì khả năng cao mình sẽ lấy con Shizuo Hoshi và con Nami các bạn nhé. Cái tương hiếm thì mình sẽ lấy con sạn hắc ảnh các bạn ạ. Bảo vật thì nó chát lắm nên là mình sẽ không chơi các bạn. Bảo vật chát lắm. Nó có Usopp nhưng mình không chơi Usopp các bạn nhé. Mình không chơi mấy Usopp ra thì mình chơi, còn không thì mình cứ để nó M1 thế thôi. Rồi mình sẽ chọn Nami hoặc con Shizuo Hoshi các bạn. Mình đang rất thiếu hai con ý cơ. Usopp thì các bạn nào chơi Usopp thì có thể lấy được Usopp ở sự kiện này khá là ngon. Viện truy nã thì lần này có chị đại này, Buret này, King này, Queen này, BB này, Ben Khăm và King Hỏa Hạn này. Nó không phải tướng quá ngon nên mình chắc không xả thù nhiều đâu, tại vì toàn tướng Amita hết mà. Đây thì mình khuyên các bạn nên đổi vé chiến trường nhé, tại vì đợt này nó có đang có sự kiện chiến trường đấy, nó bảo vé thách đấu anh em rất là kinh nha các bạn. Còn bạn nào thích đỏ đen thì cũng có thể mua cái dương núi ca này. Đấy, dương núi ca đã có cơ hội ra núi ca nhưng mà làm bên đi rồi, mình khuyên thầy các bạn nông dân thì không chơi các bạn nhé. Các bạn nào thích đỏ đen thì có thể chơi không? Đấy. Thế nên tôi hỏi không phẩm. Rồi. Mình sẽ nhận thêm các bạn nhé. Đó, con ghi nhận thêm được 115 thùng bia các bạn. Mũ này, mũ xuống khu Phật đảo này. 12 bánh lá này, một thứ khối các bạn, 12 gái thì gần 38 cái bánh lá nữa. Khá khá này. Đảo đêm xả bên này. Đảo đêm các bạn nhé. Chúng mình đang mưa các bạn, có vẻ khả năng cao nó sẽ hơi một chút nhé các bạn. Tôi bắt đầu mình sẽ xả tầm khoảng một vòng các bạn, xả tầm khoảng 150 thùng bia các bạn. Khá ngon này. Và các bạn nhớ rửa tay nhé, mình vừa rửa tay này. Mình thường thường khi quay mình sẽ rửa tay đi vệ sinh phát đã. Nhưng mà trước hết thì mình sẽ quay này xem ra còn những cái ngon không. Nếu mà ra ngon nó báo hiệu là mình sẽ rất là ok ấy. Đây rồi, kìa này. Sẵn là nếu có sẵn là mình đua luôn, không có. Đó, cái tương thường này. Chứ mấy con tương hiếm nó tốn đảo lắm. Làm gì được, mua luôn. Một con đồ mình không chơi nữa đâu, rồi mình cho nó ra. Chuyển đỏ, bỏ. Đường khô, bỏ. Sapo đi. Rồi, ok cái này được. Nhưng mà mình đang thiếu. Khả năng cao mình sẽ xả kiếm thêm bánh lái, mình kiếm thêm 14 cái đảo nữa. Đại tặng nó để đổi con Shizuo Hoshi các bạn ạ. Mình Shizuo Hoshi mình có thể lên E4 thôi nhưng mình chưa lên đấy. Mình đang tiết kiệm đá cường hóa để nâng con Nurika, Lufinka. Đó. Rồi mình sẽ xả thùng bia này. Mình xả theo như trước, rửa tay đi vệ sinh xong thì mình sẽ xả lần lượt 4 cái đầu tiên mỗi cái một vòng. Mình tập trung vào hai cái đầu các bạn, như video trước ấy thì mình cũng chỉ xả tập trung hai cái đầu ấy. Thì nó ra tận 3 con Nurika, lần này không biết nó ra cái Nurika không. Nếu ra thì các bạn nhớ áp dụng công thức của mình nhá. Bên bể này, hạn chính xác này. Rồi, tính hạn chính xác rồi. Nó mà ra con Zimbigolo là thôi luôn các bạn. Mắc đèn, này các bạn không ra. Rồi, giờ ta sẽ quay tập trung hai hệ đầu, hệ sinh khí và hệ nhanh nhẹn các bạn nhé. Xin thêm một con Nurika nữa để cho lên E2 các bạn. Nếu mà nó có nổi ca thì ngày mai mình mới lên các bạn, ngày mai làm video các bạn thông cảm, mình xin phép để kiếm thêm cái video nữa các bạn. Rồi chưa ra mình chụp thùng rồi, chưa ra nổi ca nào. Ôi giời, chopper này, chủ tịch nha, ra chủ tịch. Rồi chưa, xin con nổi ca nào. Các bạn nhớ xả đi vệ sinh nhá, mới lại đi rửa tay các bạn nhá. Xong quay hai cái hệ đầu là hệ nhanh nhẹn và hệ sinh khí thì khả năng ra Luffy
Lufinica khá là cao các bạn nhá. Và hãy nghe mình nhá. Và mình đã kiếm được 4 con trong vòng 2 từ tuần trước đến tuần này các bạn. Để đi rửa tay xong xả hai con đấu ra đống các bạn. Thì mình xả thêm một vòng nữa, không biết nó ra không. Nó ra như thì ối giời ôi luôn. Nào. Nhớ cái này đâu, xin một con nữa nào, vừa mình xả nào trước nhỉ? Quên mẹ, vừa xả bừa. Ôi xả bừa cái không gian luôn các bạn ạ, xả bừa cái không gian luôn. Đẹp. Ủa, cái là không gian rồi. Rồi các bạn. Đấy, mình thiếu một copy nữa lên đây 2. Mai mình sẽ cho lên đây 2 các bạn. Đấy, sẽ cho nó lên đây 2 luôn. Rồi, chân bạc. Mở luôn các bạn. Nó thơm. Rồi, còn đây video của mình đến đây là kết thúc ấy. Để xin nhận nút vào ấy. Thì các bạn nào mà thấy hay như thì một like vừa sức nào ủng hộ mình nhé. Cái này thì mình thường thường cái này cứ 8 tiếng làm mới một lần nên các bạn nhớ thường xuyên on để chiêu mộ nhá. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Các bạn nhớ cho mình một like và subscribe ủng hộ mình nha. Bye bye.